Diệu xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món chè khoai lang, còn gọi là chè khoai dẻo. Với cái cách nấu đơn giản này nè, Diệu thấy nó cũng nhanh nhưng mà ăn nó cũng rất là ngon. Khoai lang thì mình chọn khoai nào, màu nào cũng được. Sau đó mình gọt bỏ cái vỏ và mình bỏ cái rễ nó bám vào cái vỏ để khi mà mình làm là cái viên chè nó sẽ trong, nó đẹp, nó không có bị là có sợi nha các bạn. Sau đó đó mình rửa sạch và mình để lên cái nồi á, mình hấp hấp đến khi khoai nó nứt ra, vậy là nó chín rồi đó. Sau khi á, mình hấp khoai nó chín á, thì mình sẽ lấy ra mình giã liền lúc khoai còn nóng luôn nha các bạn. Mình giã cho khi mà khoai nó nhuyễn ra rồi á, thì mình sẽ để cái bột năng vào, mình giã tiếp và mình trộn đều lên cho bột năng nó hòa cùng với khoai á. Và sau đó đó là mình sẽ nhồi lại. Nếu mà bột nó hơi khô á, thì bạn có thể á, để vào á, một ít nước sôi để mình nhồi cho nó dẻo hơn nha. Và sau khi mình nhồi thành một cái khối rồi đó, nó dẻo lại rồi đó, thì mình sẽ nắn thành từng một cái viên tròn tròn nhỏ nhỏ vừa ăn á. Bạn có thể là làm khoai với bột không cũng được, và mình có thể để vào một cái hạt đậu phộng rang vàng á, mình để ở giữa và mình nắn, mình vò cho nó tròn đều, như vậy á, là đã được rồi đó. Sau khi á, là mình vò khoai xong rồi á, thì mình sẽ nấu một ít nước sôi thiệt mạnh và chế vào cái bột năng để mình nhồi thành một cái khối, và mình tiếp tục mình nắn những cái viên trân châu để nấu cùng. Sau khi á, là mình vò những cái viên này xong rồi hết rồi đó, thì mình sẽ bắt cái một cái nồi nước sôi lên và mình sẽ luộc. Mình luộc cái màu sáng trước và màu sậm á, mình luộc sau. Thì lúc mình luộc nó sôi lên nó tầm 5 phút á, là được rồi đó các bạn. Và mình sẽ để vào nước đá để cho nó không có bị á, là dính lại với nhau á. Đối với khoai á, mình luộc 5 phút hoặc là hơn 5 phút đều được nha bạn. Luộc lâu hơn xíu thì nó cũng mềm mà dẻo thôi, chứ nó cũng không có bị bở, nó rất là ngon luôn đó. Sau khi mà mình luộc xong khoai rồi á, thì mình sẽ để ít bột khoai vào á, mình luộc thêm khoảng 5 phút nữa. Mình cho nước dảo vào đường và nửa muỗng cà phê muối, một nắm lá dứa. Mình nấu cho tất cả nó sôi đều lên. Sau đó mình cho cái nước cốt vào. Trong lúc mà chờ nước cốt nó sôi lại á, thì mình sẽ cho cái khoai luộc á, ra ngoài cái rổ thưa cho nó ráo nước. Đến khi mà nước cốt á, nó đã sôi lại á, thì mình gấp cái lá dứa ra mình bỏ và mình để cái khoai vào mình nấu tiếp. Rồi mình cho cái bột khoai vào mình nấu luôn, nấu thêm khoảng 5 phút nữa, hoặc là nó sôi tim á, là mình tắt bếp. Sau khi mình tắt bếp được 30 phút á, thì mình thêm vào nửa ấm vani. Và sau đây á, là cái chè của mình nè. Nước cốt á, thì nó keo, nó béo, độ ngọt nó vừa phải, ăn rất là ngon luôn á các bạn. Các bạn có thể làm để bán kinh doanh nè, hoặc là mình có thể chiêu đãi cho cả nhà mình. Cái món chè này nó vừa đẹp mắt mà ăn nó lại ngon miệng nữa nha. Mình xin chào các bạn và hẹn lại các bạn ở video sau.